Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin cùng Blockchain Quật, nơi tổng hợp những thông tin nổi bật và mới nhất về lĩnh vực công nghệ blockchain. Với việc NFT trở thành xu hướng cực kỳ hot và được giới công nghệ toàn cầu quan tâm, Decentraland cùng Mana đã tăng trưởng một cách ngoạn mục. Hôm nay hãy cùng Blockchain Quật tìm hiểu lý do tại sao Decentraland lại được quan tâm nhiều đến như vậy nhé. Trước hết ta cần tìm hiểu, Decentraland là gì? Decentraland, Mana coi là một nền tảng thực tế ảo được hỗ trợ bởi Ethereum. Decentraland cho phép bạn tạo ra một nền kinh tế mới, chỉ dựa trên các token để sở hữu đất đai trong thế giới được gọi là thực tế ảo. Bạn có thể tùy thích sáng tạo và xây dựng bất cứ thứ gì bạn muốn khi bạn sở hữu một mảnh đất ở đó. Ngoài ra, bạn có thể vào casino, tham dự hội thảo, xem nhạc nước, shopping cùng bạn bè, tham quan khu nghỉ mát, lái xe mơ ước của bạn, bắt đầu kinh doanh và thậm chí còn nhiều hơn tất cả những điều bạn có thể tưởng tượng. Chỉ với một chiếc tai nghe thực tế ảo hoặc sử dụng trình duyệt web, bạn có thể tận hưởng thế giới ảo 360 độ. Đội ngũ phát triển dự án Decentraland là nhân tố thiết yếu quyết định sự phát triển của dự án. Có thể nói, họ là những người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực công nghệ thực tế ảo và blockchain. Có thể kể đến vài cái tên nổi bật như Ari Malik, nhà sáng lập dự án Decentraland từng học Đại học Buenos Aires. Esten Ogdano, trưởng bộ phận kỹ thuật. Cùng với Ari Malik là những nhà sáng lập ra Streamium và Bitcoin. Tiếp theo, chúng ta đến với quá trình hình thành và phát triển của Decentraland. Có thể nói Decentraland đã trải qua quá trình rất khó khăn để có thể chiếm được vị thế to lớn như hiện tại. Quá trình đó được chia thành 4 giai đoạn: thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đồng, thời kỳ đồ sắt và cuối cùng, thời kỳ silicon. Giai đoạn 1, thời kỳ đồ đá, được phát hành chính thức vào khoảng đầu năm 2015. Decentraland với nền tảng thực tế ảo tạo cơ hội cho người dùng có thể kiếm ra tiền thậm chí ngoài sức tưởng tượng. Tháng 6 cùng năm đó, Mana đã bắt đầu những bước đi đầu tiên bằng việc tạo thuật toán để chấp nhận Bitcoin, BTC, giai đoạn 2, thời kỳ đồ đồng. Tháng 3 năm 2017, các mảnh đất tại nền tảng thực tế ảo Decentraland đã bước một bước tiến mới nhờ việc phát họa không gian 3D dưới sự kết nối và hỗ trợ của công nghệ blockchain. Giai đoạn 3, thời kỳ đồ sắt. Trong quý tháng 4 năm 2017, token Mana với công nghệ ERC-20 cho phép người dùng nhận được các bưu kiện của vùng đất LEN và tương tác với các vùng đất khác. Nhờ đó, việc tiếp thị mảnh đất theo ý muốn của người dùng trở nên vô cùng dễ dàng. Giai đoạn 4, thời kỳ Silicon, năm 2018, Decentraland đã tạo ra một bước ngoặt lớn suốt hành trình phát triển của nó. Thế giới ảo 3D cùng kính VR, luật vật lý được cộng hưởng, bổ sung vào blockchain cho phép mọi sự giao tiếp đều hết sức đơn giản. Tiếp đến là cơ chế hoạt động của Decentraland. Mana hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ blockchain. Do đó, đồng coin này hoàn toàn chịu sự quyết định của người dùng. Người dùng nắm toàn quyền kiểm soát nội dung đất đai và tài sản mà họ sở hữu, đồng thời họ cũng có quyền giữ tất cả số tiền thu được từ giá trị mà họ tạo ra từ người dùng khác. Người dùng qua đó được phép hưởng lợi từ số tiền họ kiếm được thông qua việc bán đất của chính họ hoặc từ bất cứ doanh nghiệp nào họ đầu tư. Ngoài ra, nền tảng Decentraland còn hỗ trợ rất nhiều ứng dụng thú vị và bổ ích. Dựa trên cơ chế hoạt động như vậy, Decentraland có những tính năng đặc biệt như LAN, Builder In-Game, Marketplace. Tính năng đầu tiên, LAN, còn được hiểu là đất ảo trong Decentraland, nó được thể hiện là NFT của Decentraland. Bất kỳ ai cũng có thể sở hữu LAN bằng cách mua nó, có quyền làm bất cứ điều gì với nó, tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng. Mỗi LAN sẽ có một địa chỉ tọa độ, XY, và có giá trị vĩnh viễn trừ khi người chơi bán nó. Tính năng tiếp theo, Builder In-Game, nếu người chơi sử dụng Mana để mua LAN, họ sẽ trở thành Builder, người xây dựng, thêm cảnh hoặc toàn bộ môi trường vào LAN. Người chơi không cần viết code. Decentraland có một lượng lớn các cảnh dựng sẵn, để người chơi thỏa sức sáng tạo. Nhờ công nghệ mã nguồn mở của Decentraland mà ai cũng có thể đóng góp phát triển. Có hàng ngàn cảnh để bạn lựa chọn, bao gồm cả những bản phác thảo thô sơ cơ bản nhất, cho đến những khu rừng, tòa nhà, và thậm chí là biệt thự đã phát triển hoàn chỉnh. Cuối cùng là tính năng, Marketplace, người chơi có thể mua hoặc bán bất kỳ thứ gì trên Marketplace, chẳng hạn như các vật phẩm cho hình đại diện, hoặc thậm chí là LAN và Estate. Người chơi cũng có thể đến Marketplace để mua tên hoặc các item để mặc cho nhân vật của họ. Cho đến hiện tại, Decentraland đã và đang trở thành miền đất hứa cho những người chơi game, cả ở thế hệ cũ lẫn thế hệ mới. Không chỉ vậy, trong tương lai, đây cũng sẽ là nơi không chỉ cho những game thủ, mà còn cho người dùng với công nghệ thực tế ảo. Các dự án tương tự Decentraland theo xu hướng Play to Earn như Axie Infinity hay Sandbox Gaming đều đã có được những thành công nhất định ở hiện tại và hứa hẹn rất nhiều trong tương lai. Trên đây là những thông tin cơ bản về dự án Decentraland mà Blockchain Quật muốn chia sẻ tới bạn. Nếu các bạn có những câu hỏi xoay quanh những chủ đề nào khác xung quanh công nghệ và các dự án blockchain thì hãy bình luận bên dưới những ý tưởng của bạn nhé. Hãy tiếp tục theo dõi Blockchain Quật và đừng quên subscribe kênh để luôn nhận được những thông tin bổ ích, tin tức mới nhất và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong lĩnh vực công nghệ blockchain.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Blockchain work. Enhance your future.